em thắng cho cộng đồng Việt Nam của em, làm em rất là mừng, rất là vui. Ý em cũng thấy cái cây cờ vàng và sọc đỏ thì cũng thấy rất là mừng, rất là vui. You make decision to bring up the Vietnamese flag or someone tell you? Rồi, của em, tại em, Nam em Phan quyết định của đã mình. quyết định, dạ, không Why? ai bắt mình làm hết. Why? Thật có lý do đó em ạ. Em còn nhỏ đó, trong cái thể mỗi năm đó, cái thể 34 tháng 4 đó, em thấy giống ba mẹ của em, giống nhìn trên trời, nghĩ tới quê hương của ba mẹ em, của quê hương của mình. Thấy thấy cười, nhớ 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 lại mấy chuyện vui, ý cũng khóc, nhớ nhớ lại mấy chuyện buồn. Cho mà em thấy vậy đó, em rất là buồn. Lý do em muốn đấu, nhớ lại cho một lần đấu đó, đem cờ vàng và sọc đỏ làm cho ba mẹ em vui, với làm cho cộng đồng Việt Nam mình vui. Mỗi một lần đi đấu như vậy thì Nam Phan đều phải có lá cờ, còn nếu không có lá cờ thì sao? Trước trước có một lần này á, em đấu San Diego á, em đi đấu đó, anh cái em quên đem cái cờ vàng và sọc đỏ. Bây giờ mình chuẩn bị phải đi đấu nè. Em nói cái con chủ đó em không đấu được. Ông chủ nói tại sao vậy, em có bị thương gì không? Dạ không phải chú ơi, em có không có cờ Việt Nam của mình. Ông nói nó hết hồn, ủa không có cờ không đấu hả? Tầm bậy tầm bạ. Nói không chú ơi, em rất là hãnh diện cộng đồng người Việt Nam của mình lắm, không có cờ này em không đấu được. Sau khi đó em kêu mấy anh cái em đăng lên trận đấu của em, bắt bắt mấy anh đem lên một cờ Việt Nam, cờ vàng và sọc đỏ. Sau khi em có cái cờ được, sau đó em mới đấu. Wow. So you always be brought up a Vietnamese American. Oh, thank you. Không phải mấy người Việt Nam bên nước Mỹ thôi, nhưng mà mỗi lần em đấu em có cờ vàng và sọc đỏ đó cho mấy anh em Việt Nam cũng thế giới luôn. Next, next coming future, not career. I said you. Sau đây em muốn mở một cái võ trường ở trong nước Sài Gòn dạy mấy em nhỏ. That's his next planning. Và rồi nếu mà có manager rồi thì phải đi đấu thêm để mà make a living or make kiếm tiền thì sao? Em tính mỗi trường võ dạy cũng có tiền, với giờ đấu cũng có nhiều tiền cũng chú ơi. Cái tuổi cũng cái life expectancies không phải của cái human being, cái normal mà của một người martial art, người boxer thì thường thường nó reach tới cái tuổi nào? Em nghĩ mình đấu đó, mình ngừng đấu, mình ngừng đấu đó, giống là xong đủ giờ đó, cái thể giống là mình sống đàng hoàng, giống giống là người bình thường thôi chú ơi. Nhưng mà mình đấu lâu á, cái thể chú nói giống đúng, tại cái thể mình đánh bị đánh ăn đòn trong đầu nhiều quá, cái thể cũng sống giống 60 tuổi 70 tuổi thôi chú. Có bao giờ Nam Phan thấy là người nó bị đau đầu hay là nó Dạ chắc chắn có chứ, mỗi lần đấu tập đấu thôi à. Thì em tập đấu mỗi ngày, giờ có thể mấy ngày em cứ mà hơi mệt, bây giờ trận đấu đó mình ông thèm bắt mình đấu cũng nhức đầu nhức mình gì Nam Phan cú mình knock out đó á. bằng left hand side Dạ chú tay set trái. đó thì nó around bao nhiêu pounds? Power chứ. Cháu cháu giỏi cháu không biết. Không 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 Dạ không có biết. thể nói ra được. Dạ cháu cháu không biết. Dạ. Nhưng mà những cái cú đấm của bên đối phương thì sao? Của ảnh hả? Ảnh đó cũng Mạnh hơn mình không? mạnh, cũng ảnh là mạnh lắm, không mạnh hơn mình Ngày chú hôm ơi. qua có cú nào mà anh ta hít vào Nam Phan không? Không có một cái thôi chú ơi, Ở là đâu nhất qua? ở trong mặt thôi, nhưng mà không gì hết, Không sao hết. không sao hết. Nhưng mà nếu một người bình thường, một cái normal person mà bị cú hít như vậy có sao không? Một người bình thường á, đánh anh này đánh cái thể xỉu chú ơi, anh Wow. này đánh mạnh lắm. Làm sao mà Nam Phan luyện được cái mặt để nó không bị đau? Em nghĩ không có được liền cái mặt bị ăn đòn được á, nhưng mà tại mình tập hoài đó nên mình không có sợ. Với chừng nào mình chừng tại mình bị đánh hoài trong trong trường võ đó, chừng mình ra ngoài trận đấu đó mình đập mình bị đánh đó, cũng là đau, nhưng mà mình gắng bình tĩnh. Or cái skin nó become thicker
or cái bone nó become nó Em không có nghĩ cái da nhưng mà cái xương bị chắc hơn đâu chú ơi, không có đâu. Thế còn cái tay, xin lỗi, cái tay của Nam Phan thì Có thể cái tay, cái da, cái xương bị mạnh hơn tại bây giờ đánh mấy cái bọt đánh bóc ngoài đó chú. cái mà Cái bệnh đánh là bệnh đánh cái rồi. mà cái yếu tố mà để make right hit á, thì là do cái nhanh, fast, quick hay là Dạ đúng, cái power? hết luôn, cho mình đánh phải dùng kỹ thuật, phải đúng kỹ thuật, phải rất là đúng, giờ phải nhanh, vừa nhanh vừa mạnh nữa. Giả sử bây giờ có một cái tổ chức nào họ mời Nam Phan đấu với một opponent, mà Nam Phan thấy rằng cái người opponent nó quá to, nó quá nặng hơn mình, thì you think it is fair and are you willing to challenge it? Chú ơi, bây giờ đó mấy cái trận đấu em đấu bây giờ đó không có giống hồi xưa giống người ta nhỏ ăn chơi lớn cũng bắt người ta đấu nhau, vậy bây giờ nó có lực lượng đàng hoàng, hai người phải cân vô bằng nhau. And how about the Thai kickboxing? Thấy người giống võ Thái Lan cũng phải cân vô bằng nhau nữa. It's very dangerous. Võ Thái Lan giống mấy trận Thái Lan đó em cũng thấy giống hơi nguy hiểm. And you dare challenge the Thai kick one boxer? Em à, ở trong trong võ tự do đó em đấu được, em à thấy cũng không thấy sao, rất là dễ, giống là giật xuống như xích cổ anh thôi không sao. How about Thiếu Lâm? Thế Lâm cũng không sao chứ, No problem em à, em không sợ, em không sợ giống là võ môn nào hết, đấu thì đấu thôi. at all. How about Gần phu có thể gun hơi sợ. fu? Phải dùng kỹ thuật chạy bộ chứ. Nếu trường hợp Nam Phan tự nhiên gặp một cái người nào đó nó làm một cái điều mà Nam Phan không thích, hay là they don't want to challenge you, even you don't want it, thì what do you react? Ở ngoài đường chú ơi, đúng là em thực tình không thích đấu võ đánh lộn ngoài đường, em thấy đúng là không đúng, không đúng, không có đúng, nhưng mà giống ai giống chọc em, mà giống là thực tình giống một người bình thường đó cũng đấu với em á, em cũng không thấy, em cũng không thấy gì hết, em cũng là nhưng mà đi thôi à, tại thực tình đó, em đấu với một người bình thường em có thể đánh chết ảnh luôn á. Cảm ơn Nam Phan đã dành cho nhà radio VNCR.com buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Rất congratulations này. Em cảm ơn chú nhiều. Nha. Chúc cho Nam Phan thành công và đạt được cái hoài bão ambitions, open một cái trường dạy võ school right in Little Saigon. Wow. And you want to say something to someone? Có em muốn nói cảm ơn với toàn hội giải thuốc thế giới, chú Chánh, chú Tùng, chú Thanh là ủng hộ em rất nhiều cho trận đấu này. Gia đình em, ba mẹ em ủng hộ em, quên trường võ với em, ông thầy em cho tập với em chuẩn bị cho trận đấu này, với quên cộng đồng Việt Nam của mình cho tới ủng hộ em cho trận đấu này.